Chiều hôm nay bác sĩ bác bảo là bác gọi mẹ riêng ra, bác bảo là bây giờ là kiên là phải cần mổ gấp, không người để càng ngày càng nặng. Em ơi anh khóc thật rồi, anh đã trao em hơn cả một tình yêu. Bây giờ con cứ bầu bì, con không phải nghĩ ngợi gì nữa, tiền thì để thu xếp dần, chứ đang bầu bì này đừng có nghĩ ngợi tiền nong gì nữa. Không nghĩ ngợi, không nghĩ được, không được mẹ, con lo lắm. Mẹ định giấu con, đang bầu bí này mẹ định giấu con nhưng mà mẹ không giấu không được. Thôi mẹ đừng, mẹ nói. Đừng giấu gì, có gì mẹ cứ nói con. Nhưng mà con... anh kiên lắm, lúc anh cứ sốt mẹ chẳng kể cho con biết. Con phải hỏi mọi người bắt đầu biết là anh kiên tình trạng như thế nào. Mẹ cứ sợ con thế này thế nọ. Con lại nghĩ ngợi, đang bầu bì như thế này rồi lại cứ nghĩ ngợi. Bạn đeo khẩu trang vào đi. Đeo khẩu trang vào đi. Bây giờ bạn mà bị lây bệnh của Kiên nữa thì khổ luôn đấy. Chị đeo vào đi chị ạ. Chị đeo vào đi chị ạ. Chị đeo vào đi. Cứ sao ông trời lại muốn trêu đùa để mình dễ đôi. Với mọi người ạ, bây giờ là ngày thứ 3 Kiên ở viện rồi nhưng mà tình trạng sức khỏe thì vẫn không thấy thuyên giảm một tí nào hết mọi người ạ. Vẫn thấy mẹ mình bảo là vẫn sốt nhiều lắm, xong rồi là ho nhiều. Thực sự là mình rất là lo luôn, cứ nghĩ là tầm 3 ngày ở viện thì sức khỏe nó phải đỡ đi một tí nhưng đây lại không thấy đỡ đi được một tí nào. Mà mẹ mình lại còn vừa gọi điện bảo là có chuyện gấp. Mà thế thì bây giờ mình phải tức tốc vào luôn để xem là tình trạng anh kia như thế nào mọi người ạ. Biết tình trạng sức khỏe như thế nào mà gấp lắm. Anh kia mình mẹ đang ngủ. Mẹ ơi, thế anh kia thế nào rồi nhỉ? Con đây đây làm gì? Mang đây là con mang lên cháo, cháo cả đồ ăn cho anh kia đi nha, cả mẹ ăn. Được rồi, đã bầu bì này không phải bảo không phải lên rồi để mẹ lên để chăm thôi. Thế hôm nay anh kia có sốt nhiều không mẹ? Thì vẫn lên mạng, vẫn sốt. Thôi bây giờ mẹ để cho nó nghỉ. Nhưng mẹ đã bảo con là như thế rồi, bầu bì không được lên đây nữa. Để mẹ lên về trong một khi là được rồi. Con đến bầu bì như này con nên lên làm gì? Con sốt ruột lắm mẹ, con ở nhà con không thể ngồi yên được. Phải cho con lên con nhìn anh kia một tí, con đỡ lo. Giờ cái phòng đấy là cái phòng bệnh, bầu bì này không được lên. Bảo, mẹ bảo là bây giờ một mình mẹ chăm Kiên được rồi, không phải lên đâu. Thôi con phải lên chứ, cả ngày con ở nhà con sốt ruột, con không thể yên được ấy mẹ. Thế mẹ nãy mẹ bảo con là có việc gấp là sao đấy mẹ? Chiều hôm nay bác sĩ bác bảo là bác gọi mẹ riêng ra, bác bảo là bây giờ là Kiên là phải cần mổ gấp. Ôi. Không phải để càng ngày càng nặng. Thế mà bây giờ tiền thì mẹ vừa gọi điện mấy chỗ mẹ vay cũng không được. Thế bây giờ thế làm thế nào giờ? Bây giờ sao con cứ tưởng là 3 ngày vào đây rồi thì có lẽ là bệnh nó sẽ thuyên giảm, ai dè nó vẫn nặng à mẹ? Vẫn nặng. Mà bác sĩ bảo mổ à mẹ? Đấy, bây giờ bác sĩ bảo mổ ngay, càng mổ nhanh càng tốt. Mà để càng nặng bị lặng cơ. Mà mẹ từ chiều giờ mẹ cũng nói là no, bây giờ chả biết làm nào mà vay tiền thì mấy người vẫn chưa được, chưa có. Dạ rồi, hay là để con làm thế nào, con đi vay các thứ cho anh Kiên để anh Kiên mổ mẹ. Thôi mẹ nói ở đây cho con biết thôi, được con mẹ trong kia mẹ không dám nói này nghe thấy nó lại buồn. Bây giờ con cứ bầu bì, con không phải nghĩ ngợi gì nữa. Tiền thì để thu xếp dần, chứ đang bầu bì này đừng có nghĩ ngợi tiền nong gì nữa. Không nghĩ ngợi, không nghĩ được, không được mẹ, con lo lắm. Bây giờ khổ. Mấy nay con có ngủ được đâu. Cứ nghĩ đến anh Kiên con lại sốt hết cả ruột, xong rồi là con lo, con sợ. Giờ sốt ruột cũng không bằng đứa bé trong bụng. Giờ con phải nghĩ cái bầu bì này. Nghĩ giờ không được nghĩ ngợi gì đâu nữa đâu đấy. Bây giờ bạn đang bầu bì này, bây giờ suy nghĩ thôi. Có gì để xem đâu. Bọn tớ với lại bác đi vay mượn đâu xem có vay được tiền không để lo cho Kiên. Để con đi vay vài chỗ xem thế nào mẹ. Vay con chỉ gọi điện thôi, xong con nhờ người ta vay bíp bíp xem bíp. Vâng. Đi hộ bác vay cho ai vậy? Cho bác một ít. Vâng, có gì? Bác sĩ bảo phải mổ ngay càng nhanh càng tốt. Thế thì phải đi vay tiền gấp thôi bác ạ, để chữa cho Kiên cho nhanh
khỏi chứ bây giờ để bệnh càng nặng như thế. Mẹ định giấu con, đang bầu bí này mẹ định giấu con nhưng mà mẹ không giấu không được. Thôi mẹ đừng, mẹ nói... đừng giấu gì, có gì mẹ cứ nói con. Nhưng mà con... anh kiên lắm, lúc anh cứ sốt mẹ chẳng kể cho con biết. Con phải hỏi mọi người bắt đầu biết là anh kia như tình trạng như thế nào. Mẹ cứ sợ con thế này thế nọ. Con lại nghĩ ngợi đang bầu bì như thế này rồi, lại cứ nghĩ ngợi. Mẹ ở trên này mẹ no cho nó được cơm cháo của con không phải mang đâu. Bác anh bên đây này. Cháu vừa lên cháu mới được cho cháo cho anh. Để mang cháo, chị Thư cũng vừa mang cháo cho anh Kiên. Chị mang cháo rồi, chị vừa nấu một nồi cháo gà cho anh mà. Cháu lại đi mua cháo à? Vâng, thế tình hình anh Kiên sao rồi bác? Chỗ này vẫn sốt, vẫn phải truyền, vẫn sốt mà. Bác sĩ vẫn chưa vẫn phải truyền dịch. Chuẩn bị gói tiêm truyền nên là mình như sao mẹ? Đấy, vẫn chiều nay vẫn sốt, vẫn truyền dịch đấy, vẫn truyền thuốc hạ sốt. Bác sĩ vừa bảo gọi bác Dương ra gọi bảo bác là bây giờ là phải Kiên phải mổ ngay, mà mổ càng nhanh càng tốt để chậm là bệnh càng ngày càng nặng hơn. Của cháu đi vay xem mọi người cố gắng một tí xem như nào. Thôi mẹ ơi, vào cho anh Kiên ăn, người ta bảo là ăn được con tiêm này mẹ ơi. Đấy. Ăn để truyền đấy. Không, đừng nghĩ gì đâu nhá, đừng nói, đừng ai nói gì đến Kiên nhá. Bác vẫn giấu, bác sĩ gọi bác ra là bác vẫn giấu, không biết cái gì đâu đấy. Vâng, bây giờ bọn cháu giấu không nói Kiên nha. Đi đi, mẹ ơi đi vào. Bây giờ chị mà không đeo đấy lúc không muốn nhiều chị cố gắng lên chứ để anh điều trị với chị nên chị cứ buồn này anh cho biết anh cũng buồn thôi còn chị cũng không chịu bạn cố gắng lên Mẹ ở đây chăm.
luôn nhá. Đi về đi. Mấy đứa đưa đưa chị về. Đi vào đi, đưa chị về đi. Bao bác ở trong. Bây giờ cố gắng. Bây giờ cố gắng mỗi người chạy lại một tí nó cho anh Kiên hôn.